สวัสดีค่ะซินชาวtất cả các bạn đang xem video trên kênh Jamie Toy. Đối với các bạn mà quan tâm đến mạng xã hội Thái Lan này, nhắn tin chat chít bằng tiếng Thái, đọc các bình luận trên bài viết của idol hay là nói chuyện với các bạn trẻ Thái Lan thì đây chính là chủ đề mà mình muốn làm dành riêng cho các bạn. Thì không được dùng trong văn học hay là trong sách vở, tuy nhiên thì lại được giới trẻ người Thái sử dụng rất là nhiều trong mạng xã hội hay là thậm chí là nói chuyện với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt là những từ này ấy, thể hiện được cảm xúc của người nói rất là mạnh. Đó là những từ nào thì mời các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên đó chính là từ khá. Khá, khá là từ kéo dài của từ khá. Khá là câu dùng để hỏi dành cho nữ, ví dụ như là cái gì đó, nữ sẽ hỏi là arai khá và kéo dài ra thành arai khá, arai khá. Khi mà mình kéo dài hơi như thế, âm nó sẽ nghe nhẹ nhàng hơn, êm tai hơn và dễ thương hơn, đúng không? Tương tự như vậy thì cũng có thêm một từ nữa, đó là từ khá. Khá là từ dùng để trả lời hay là nói dành cho nữ, ví dụ như là chào thì nữ nói là sawadee kha, đúng không? Nhưng mà nếu mà kéo dài hơi thì nó sẽ như thế nào? Sawadee kha, nghe nó êm tai hơn, đúng không? Nhẹ nhàng hơn và nghe dễ thương hơn. Sawadee kha. Với con trai thì cũng tương tự như vậy, có từ khắp, khi mà nói thì sẽ là khắp hay là khắp, nghe nó nhẹ nhàng, mượt mà và nghe rất là ngoan luôn ấy. Ví dụ như là được thì con trai sẽ nói là đai kháp hay là đai kháp, đai kháp, đai kháp, đai kháp. Kiểu khi mà mình kéo dài hơi như thế, âm nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nghe nó ngoan hơn và nghe dễ thương hơn. Từ thứ tư là từ i i. Từ này được dùng để chát chít nhiều hơn chứ bình thường sẽ không nói i i như thế này đâu. Và nó giống như là từ hi hi hay là a hi hi. Từ thứ năm đó chính là từ pa 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 pa. Nó giống với từ pào, là cách nói tắt của từ pào, và nó chuẩn là plào plào, có nghĩa là không, là từ dùng để hỏi, ví dụ như là từ chai pa chai pa, giống như là từ chai plào phải không, hay là đai pa, đai pa, đai pa, giống với lại đai tào, có nghĩa là được không? Hiển pa, hiển pa, giống với hiển tào, hiển tào, có nghĩa là nhìn thấy không? Đai nhìn pa, đai nhìn pa, giống với lại đai nhìn tào, có nghĩa là có nghe thấy không? Sáu đó là từ máy, máy. Máy thì khi mà nói thì nó giống với từ máy dùng để hỏi, nhưng mà viết thì nó sẽ là máy. Có nghĩa là không và là từ dùng để hỏi, ví dụ như là đai máy, được không? Đai máy, đai máy, đai máy, đai máy. Nói thì giống nhau nhưng mà viết thì khác nhau. Kim đa đai máy, kim đa đai máy, kim đa đai máy, có nghĩa là có ăn cái gì không? Thứ 7 đó chính là từ unlay, unlay, unlay. Nó là cách nói khác của từ array, array. Thì rất nhiều người cũng đã từng hỏi mình là nếu như mà không phát âm được chữ ro rưa thì có làm sao hay không? Nói trong cuộc sống hàng ngày thì mình có thể nói ro rưa thành lo linh được. Tuy nhiên là trong những cái bài phát biểu thì mình sẽ nói chuẩn hơn, thì nghe nó sẽ thuyết phục hơn. Còn bình thường khi mà giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày thì người Thái đôi khi sẽ nói từ ro rưa thành lo linh. Ví dụ như từ unlike này, nó cũng là từ biến thể của từ upray. Từ này có nghĩa là cái gì? Ví dụ như unlike, unlike có nghĩa là array, cái gì? Our unlike, lấy cái gì? Our array, lấy cái gì? Từ thứ 8 đó chính là từ bòng tông. Bòng tông, bòng tông là từ nói lái của từ bọc tôm tôm, bọc tôm tôm. Nghe thì cũng đang thấy là tại sao lại nói từ bọc tôm rồi, đúng không? Bởi vì bọc tôm nó nói dễ dàng hơn là từ bọc tôm tôm, bọc tôm tôm, bọc tôm tôm. Thì từ bọc có nghĩa là nói, tôm tôm có nghĩa là thẳng thẳng thắn, bọc tôm tôm hay là bọ
tôn có nghĩa là nói thẳng. Ví dụ như là bòn tôn chả mấy khè, bòn tôn chả mấy khè, hay là bọt tôn tôn chả mấy khè, bọt tôn tôn chả mấy khè, chả mấy khè, tôi không quan tâm. 9, đó chính là tên. Tên, tên là từ nói tắt của từ tua tên có nghĩa là bản thân mình. Tuy nhiên thì lại dùng để có người yêu, có nghĩa là mình, ông xã, bà xã, anh yêu, tên hay là tua em. Ví dụ như là tên giả có nghĩa là mình ơi, ông xã ơi, bà xã ơi, anh yêu ơi, em yêu ơi. Ví dụ thứ hai là tên rupa giống với lại tua em rupao thì tua em có nghĩa là mình, ông xã, bà xã, anh yêu, em yêu, rú, biết, lào có nghĩa là không, tên rupa, tên rupao. Từ thứ 10 đó chính là đại từ nhân xưng khấu là từ nói lái của từ khẩu, có nghĩa là ta hay là bạn, khẩu hay là anh ấy và chị ấy, khẩu. Tuy nhiên thì lại dùng để làm đại từ nhân xưng thứ nhất là tôi, anh, em, mình, tớ. Và từ khấu này thường được dùng để nói với lại bạn bè hay là người yêu nhau thôi. Ví dụ như là khấu rác tên á thì khấu có nghĩa là em, rác có nghĩa là yêu, tên có nghĩa là tôi em, có nghĩa là mình, ông xã, bà xã, anh yêu, em yêu. Khấu rác tên á thường chẳng như nhau, tại khấu rác tên á thường chẳng như nhau tại khấu rác tên á. Cảm giác của mình khi mà dùng đại từ nhân xưng khấu tên để nói chuyện với người yêu ấy, giống như lúc đang nũng nịu người yêu, cảm giác rất là dễ thương. 11 đó chính là từ nam khàn có nghĩa là na rầm khàn có nghĩa là phiền phức. Yamma là từ nói lái của từ yamma có nghĩa là đừng đến. Ví dụ là yamma yung nam khàn có nghĩa là yamma yung na rầm khàn. Yamma có nghĩa là đừng đến, yung có nghĩa là quấy rầy, nam khàn có nghĩa là na rầm khàn, phiền phức. Yamma yung na rầm khàn. Từ tiếp theo đó chính là từ na rác là từ kéo dài của từ na rác có nghĩa là dễ thương. Từ tiếp theo đó chính là từ ô là từ nói tắt của từ ok có nghĩa là ổn. Ví dụ như là ô ba có nghĩa là ổn không, và nó giống với lại ok plow có nghĩa là ổn không, và hay là ô ba tên giống với lại ok plow tôi em có nghĩa là ổn không em yêu, ổn không anh yêu, ổn không ông xã, ổn không bà xã. Ô ba tên. Tiếp theo là từ chung bơi và nó giống với lại chăng lời. Ví dụ như là kèm chung bơi nó giống với lại kèm chăng lời sạch quá đi kiểu như thế. Na lá chung bơi có nghĩa là dễ thương quá đi na lá chung bơi nó giống với lại na lá chăng lời. Từ tiếp theo là từ mép kỉnh có nghĩa là thép chinh chinh từ thép
danh từ thì là chúa, nhưng mà nếu tính từ thì dùng để khen một ai đó hay là sự vật nào đó có khả năng kỳ diệu. Thép có thể dịch là đỉnh, siêu, tài. Thép trình trình có nghĩa là đỉnh thật, giỏi thật, tài thật. Vậy là mình mới chỉ giới thiệu được với các bạn 16 từ vựng mà giới trẻ người Thái hay sử dụng trong chat chít, bình luận, sử dụng để giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Và vì là ngôn ngữ dành cho giới trẻ nên là khi mà vận dụng các bạn cũng nên cân nhắc nhé. Hy vọng là video ngắn gọn này cũng đã giúp ích được cho các bạn một phần nào. Và nếu như các bạn quan tâm đến học tiếng Thái thì đừng quên đăng ký kênh Gen Thái để cập nhật thêm những bài học mới hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Sawasdee ka.